chợ đêm các bạn, chợ đêm. Chúng ta đang đứng ở chợ phiên chợ Bắc Hà và vào hôm thứ Bảy các bạn. Mai là chủ nhật, mai là phiên chợ chính. Đấy, chợ Bắc Hà thường diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần các bạn. Nhưng mà dạo này gần đây thì trâu ở trên Bắc Hà thì bán khá là chạy, nên trâu được họp sớm. Và đây là tối thứ Bảy, thời gian nó rơi vào tầm 8 giờ tối rồi. Và trên kia thì có một con xe to đang chở trâu đến kìa. Đấy. Thì nội dung hôm nay thì mình quay cho các bạn để xem. Thì thứ nhất là xem diễn biến trên chợ trâu, chợ Bắc Hà nó như thế nào. Thứ hai là mình giới thiệu cho các bạn hai con trâu trắng to nhất chợ ngày hôm nay các bạn. Đấy, to nhất chợ ngày hôm nay. Đây là một em trâu trắng to thứ nhì. Con này người ta đang báo là 40 triệu các bạn, đang báo là 40 triệu. Đấy, có người trả là 30 mấy thì anh ấy chưa bán. Chắc là tầm 38 năm thì anh ấy bán. Còn bên này thì để quay cho mọi người xem ngoại hình đã. Rồi mình sẽ chuyển sang con to, con trâu trắng to nhất chợ ngày hôm nay các bạn. Đấy, một em trâu trắng sừng đẹp, sừng trong nhé các bạn nhé. Và con này thì cũng khá là béo rồi. Đấy. Và con này nó cao tầm 1m, trên 1m3 một tí các bạn, khoảng 1m35 rồi đấy, khá là to. Nói chung là cũng to rồi, cổ u, chân tay đẹp. Con này béo các bạn, và người ta báo là khởi điểm cho thương lái mua là 40 triệu. Không biết là thương lái người ta đang trả với giá là bao nhiêu. Chắc là bình là giá là 38 năm thì anh ấy chốt. Và kia có một xe, chắc là có một xe mới đến nữa các bạn. Tầm giờ các bác thương lái mới bắt đầu cho xe đến thôi. Và đây con mình trong nội dung ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn một con trâu trắng to nhất chợ ngày hôm nay các bạn. Đấy. Con này một con trâu trắng khá là to. Và con này thì một số bác thương lái người ta hỏi thì đang trả với giá là đang báo giá cho thương lái là trên 50 một tí. Đấy. Mà không biết là thương lái người ta trả với giá là bao nhiêu. Đấy, khá là to các bạn. Con này vành ngực to, mình không đo nhưng mà nhìn bề ngoài nó khá là to các bạn. So với trâu trắng ngày hôm nay thì con này là to nhất các bạn. Còn so với trâu đen thì con này chưa phải cao giá. Đấy, con cao giá nhất ngày hôm nay là người ta báo giá là 59 triệu. Đấy. Thì mình cũng nhận xét sơ qua là giá cả trâu đến hiện tại bây giờ, thời điểm bây giờ là giá trâu có nhích nhưng mà không được cao lắm các bạn. Đấy. Ví dụ con to này so với là so với thời kỳ mà Trung Quốc còn mở cửa thì con này thì nó cũng phải rơi vào tầm 70-75. Đấy, tầm như con này các bạn. Mà thời hiện tại thì nó thụt xuống khoảng 15-20 triệu đến 25 triệu. Thời điểm này thì vẫn chưa nên giá cao hẳn nhé các bạn nhé. Nói chung là còn vẫn đợi Trung Quốc nữa cơ các bạn. Còn tùy thuộc vào Trung Quốc nữa cơ. Bởi vì là Ôi. Cầm sát dầu dây vào. Con kia bán được rồi sao kìa các bạn. Con to này bán được rồi sao này. Con này khá là to. Đây con này to này. Và không biết là con này bán chưa. Con này bán rồi à chị ơi? Hai con này bán. Con này bao nhiêu ạ? 100 cá 2 triệu. Hai con này bán rồi ạ. Con này người ta đang dắt lên xe. Đi. Hình như con kia là báo lẻ là cao lắm các bác nhỉ? Bác lẻ cao lắm, con bao nhiêu? Bao nhiêu ạ? 5 năm ạ. Bán rồi đi. Con đấy bán rồi. Mình chỉ hỏi con đấy thôi các bạn. Mình chỉ hỏi con này thôi bởi vì là Cả chợ ngày hôm nay là con này là cao nhất, nhưng mà người ta mua cả cặp hay sao ấy. Anh ấy bảo là 55 triệu. Đấy. Con này mình nhớ lúc mình quay trực tiếp ở buổi tối là con này người ta báo là 59 triệu thôi. Đấy. Người ta báo là 59 triệu, có người trả 51 không bán. Vừa để hỏi anh chủ trâu thì anh bảo là con vừa mình hỏi anh chủ trâu thì anh bảo là con đấy là 55 triệu các bạn. Tiếp tục này có một xe đến này, 1 2 3 4, 4 khoang, không biết là xe mấy tầng các bạn. Đấy. Nói chung là xe đường dài. Mình xem biển số bao nhiêu. Xe này biển 90 các bạn. Xe Hà Lam biển 90. Đây là toàn bộ khu vực chợ phiên buổi tối ngày hôm nay thì diễn ra nói chung là rất là sôi nổi và náo nhiệt các bạn. Và hôm nay thì may mình đi sớm để chứng kiến được rất là nhiều trâu to. Đặc biệt là con trắng này các bạn. So với một con trâu khác, so với một số con trâu trắng ấy, thì là con này là to nhất và người ta báo trên đầu năm. Đấy, không biết là trên đầu năm thì nói vậy thôi, mà không biết là thương lái người ta trả 40 mấy các bạn. Đấy. Đấy, chợ đông nhỉ các bạn nhỉ, chợ rất là đông. Nói chung là chợ đông thì giá thì mình thấy nó cũng không được lên cao lắm nha các bạn nhé. Đấy, bởi vì là mình đi hỏi thăm một số con này mình cũng áng chừng tầm vậy các bạn. Kia lại có một xe đến kìa các bạn, xe Hà Lam, xe biển 90. Đấy, xe to 4 khoang. Chắc là xe 2 tầng các bạn, thường thường là xe to đấy là người ta là xe 2 tầng. Đây có con trâu tầm trung trung này các bạn này. Đấy, con này chị đang báo là 38 này, 37 38 này. Đấy. Đấy, một em trâu đen, con này béo, con này mình giới thiệu rồi. Nếu mà các bạn xem video khác thì mình giới thiệu rồi. Con này mình chỉ quay lại thôi. Còn con trắng đen to, con trắng to nhất này các bạn. Đấy, con này sừng đẹp này, con này sừng trong này. Đấy. Đấy. Con này to, trắng to thật, béo các bạn, vành mông khá là to. Đây này. Con này đầy đặn, bụng to nữa. Nói chung là những cái con này không phải trâu nhốt chuồng các bạn. Đấy, chân tay cũng đẹp, móng chân gọn, không phải trâu nhốt chuồng. Ui, đấy, mông to, vành nha, vành to thật. Con này người ta vẫn chưa làm giá được các bạn, đang đợi thương lái mua. Bây giờ vì vẫn chưa làm giá được. Giá là sao nó bỏ được không? Giá như nào? Cái giá đấy sao nó bỏ giá đấy được không? Thằng sao nó giá đấy không được. Chuẩn mất thì anh bán? Chuẩn là 1 triệu. 50 triệu. 50 triệu. 51 triệu à? Cái này cũng đứng gọn vào các bạn. Không nhiều trâu to nó đứng gần nhau là rất là nguy hiểm. Con này sang Trung Quốc là hợp lý này các bạn này. To béo này, được thịt. Con này sừng đẹp các bạn. Đây. Sừng trong đẹp. Bên kia thì người ta đang xuống xe một con trâu. Nói chung là xe mới đến các bạn. Ở đây có một con trâu cặp này các bạn, trâu cặp. Không biết là phải trâu cặp, đúng trâu cặp đấy. Đây này các bạn này, trâu cặp. Cặp này chị thế chị đang báo là 30 36. Đấy, có người trả 30. Đây. Đây con nghé này. Nói chung là tối này mình chỉ báo giá thôi chứ không quay kỹ càng các bạn. Bởi vì tối chủ yếu là đưa mọi người đi chợ phiên, đưa tham khảo, đi xem diễn biến chợ phiên. Đấy. Con này bụng to nhỉ, vòng mông mẩy. Con này mà con đấy, con này người ta báo giá cũng khá là cao các bạn, 51-52 triệu. Mà không biết là thương lái người ta trả bao nhiêu. Mình rất là hy vọng là chốt đơn được con này mình quay được. À, có người trả rồi các bạn. Đấy, 49 triệu. Thương lái đưa ra giá là 49 triệu con này. Đấy. À, thương lái đưa ra là giá khá là chuẩn đấy các bạn. Đấy, báo là 52 và thương lái đang trả 49 triệu. Đấy. Mình quay xa cho các bạn xem nhé. Con này to. À, người ta bảo thịt trâu trắng thì nó chua các bạn. Đấy. Phải không nhỉ? Thịt trâu trắng nó chua anh. Chua là sao chua? Trắng nó ngọt. Ngọt đấy, chua. À, chua đấy. Thế sao người lại không thích trâu trắng mấy nhỉ? Trâu trắng là nó bóng trâu. Trắng thịt. À, trắng thịt đấy. Không bơm được nước. À, nó không bơm nước. Cuốn, cuốn. Con này nhiều người hỏi quá mà vẫn chưa làm việc được. Hả? À, vừa mình live trực tiếp ấy. Hả? Em chưa về kênh này lâu chưa? Mới 5 tháng. Ừ, thì anh mới lấy thấy ít người, lượng người ít. Chưa bằng... Anh đi quay à? Anh là về cái trang trại này. À. Thế em là người ở đâu? Người đấy. Người đấy luôn hả? Ừ. Đấy. Một em trâu trắng khá là to các bạn. Đấy, con này người ta trả rồi. Thế trả, thế báo là 52, có người trả 49 đấy. Con này bao nhiêu? Đấy, 49. 49 về con này nguyên cặp sừng bán 10 triệu. Sừng trâu trắng, sừng này đẹp mà nhỉ? Trên 50. Không, báo thì báo trên 50 rồi. Trên 50 á? Báo là 52 nhưng mà có người trả 49 rồi. 50 là bán gì? Này, lên lúc nào này? Trắng này, 50 là bán. Có 50 là bán. Vừa trên này 500.000 thôi. Có thương lái vừa trả 49 rồi. Cái xe đâu? Cái xe này. Tròn tiền này bán. À, tròn là 50 à? Hay là tròn là 51? 50. Con số 0 là sao rồi? À, con này người ta báo là 52 và tròn tiền người ta mới bán nhá. 50. Đấy. Nhưng mà có thương lái người ta chốt là 49 rồi đấy. Còn chắc là vẫn chưa mua được ạ. Chưa bán đây này. Nói chung là em trắng này là to thứ nhất ạ. Con kia là to thứ nhì các bạn. Đây. Con kia người ta báo là 40, chắc là 385 người ta bán. Còn con này là đang thương lượng giá cả các bạn. Mình thì đang rất là hóng hớt cái vụ này nhưng mà vẫn chưa chốt được con này. Mình rất là mong là chốt được con này các bạn. Không bác nào làm việc con này nhỉ, đang đợi con này chốt đơn các bạn. Thôi nếu mà tí bán được mình sẽ hỏi mà bạn này lại để xem chốt được cái giá bao nhiêu. Bởi vì là trên chợ phiên này còn rất là nhiều, mình đi quay một số con khác nữa các bạn. Không le ve, không lanh quanh ở đây được. Chợ rất là đông các bạn. Ôi, chợ đông thật các bạn. Chỗ này là đông này. Người ta đang xem con trâu này nữa các bạn. Hai con trâu về bán con này, con này có 8 con, tôi chỉ mua một con thôi mà. Biết rồi. Mua 3 con nữa thì tôi đóng xong lúc nào tôi đóng xe luôn đấy. mua anh em mua bán đồng hoàng thì phải ấy đâu. Em ghi số này của chị Lan này. Người ta đang xem con này sao này các bạn này. Đấy. Con này trác trâu nhỉ, nhìn có vẻ như da mỏng, trác trâu. Nhìn xa đoán vậy các bạn. Còn không biết là sờ vào như nào. Để mình sờ này. Cũng bình bình các bạn. Không biết là người ta đang bàn với giá con này bao nhiêu các bạn. Nói chung là con này thứ nhất là trác trâu. Để tí mình hỏi lại con này nhá các bạn nhá. Bởi vì là mình chưa thấy chủ đâu các bạn. Để tí thấy chủ mình hỏi cho. Buổi tối thì thỉnh thoảng mình cũng gặp khách người ta đi du lịch, đi xem chợ trâu các bạn. Người ta đến từ tối hôm qua ấy. Con này thì bình bình thôi nhỉ. Con này bao nhiêu tiền vậy? Con này bọn nó cho 28 triệu. Họ trả 28, mình cho bao nhiêu ạ? Mình trả, mình báo bao nhiêu ạ? 285. 285 à. Một em trâu một em trâu tầm trung các bạn. Xe giờ mới đến này. Anh vừa đến kìa. Tại lúc em đến, hôm nay em đến sớm mà không thấy, chắc là anh vừa đến. Trâu này gọi là tối quá. Anh không đi gì. Nói chung là con trâu này gọi là tầm trung trung. Đấy, không phải trâu to. Anh vợ báo giá thì chắc các bạn cũng nghe thấy rồi. Mình không báo lại nữa các bạn. Quay chủ yếu là quay xa xa cho mọi người xem thôi. Da dày chứng tỏ là khỏe trâu. Da dày quá không có thịt. Da dày quá không có thịt. Da dày mới chống được cái mùa rét mùa này. Da dày cân lùng. Nói chung là các thương lái người ta mua thì người ta thích bì mỏng các bạn. Bởi vì là bì mỏng thì nó dễ lột. Đấy. Đấy. Con này anh đang báo là 28.500.000. Đấy. Còn thương lái thì người ta giá rẻ nên anh chưa bán. Ôi. Ở chỗ kia người ta đang cho trâu ghẹ nhau, mình không quay các bạn. Hôm nay cũng có nhiều trâu to các bạn. Con này sừng ngắn nha các bạn nhỉ. Này. Sừng này chắc là được 30 nhỉ. Đây. Con này sừng nó ngắn. Con này gồng đéo bán đôi. Bán mà, nhưng mà anh không giả được cái giá đấy chứ. Giá xuống trời không bán giá làm gì. Con này được cái cao. Cao người ngắn, con này hơi ngắn trâu. Đấy đang cầm đèn pin đi soi đây mà. Trâu dày đòn thế này. Trâu này phải 30. Quay ngang cho thợ nhìn cho chuẩn. Con tối này nhìn hoa mắt. Dắt ra chỗ này cho rộng này. Con này người ta đang báo giá là giá chốt là 29 triệu các bạn. Thế báo vậy thôi, mình cũng biết vậy. Bởi em trâu sừng ngắn. Và con này hơi ngắn trâu các bạn, theo như mình là hơi ngắn trâu và cổ mới bắt đầu lên. Đấy, con này anh ấy bảo là có người trả 28.500.000 thì anh chưa bán. Giá mong muốn của anh là chốt với giá là 29 triệu cơ các bạn. Chúng ta đang đứng ở chợ phiên nhé. Bây giờ thì có một số xe người ta mới chở trâu đến các bạn. Nói chung là chợ này thì diễn ra một mạch đến sáng luôn. Có nghĩa là đến 7-8 giờ sáng đấy các bạn. Xin chào. Đấy, đây là khu vực. Nói chung là chợ thì diễn ra còn rất là dài. và trâu thì người ta vẫn xuống nữa. Thì mình thì lại không quay được nhiều các bạn. Không phải là không quay được nhiều mà không quay được một cái video dài. Đấy. Mình sẽ lên đỉnh núi quay cho mọi người xem. Đấy, người ta xuống trâu buổi đêm này nhìn hay không các bạn. Như kiểu nhà mình không có trâu các bạn. Mình thích đi xem chợ trâu chẳng hạn như vậy. Đây. Cái này xe này không có tời các bạn nên phải xuống bằng cái bãi đất cao này. Cho trâu bằng xuống bãi đất cao. Nó dễ xuống. Đấy, con này thì con này tầm trung các bạn. Đấy, con này chắc là đầu 3, trên đầu 3 tí. Đấy, khu vực này rất là đông này. Đấy, đây có một con trâu di này. Đấy, xem con trâu này người ta bán bao nhiêu tiền. Đúng bao nhiêu thì cho anh em. Nó bán không? Nó bảo nó 23, thằng này nó 23. Nó bảo 25, nhưng mà anh bảo là chỉ tầm 23. 20 thì tốt. 20 thì tốt quá. 20 thì tốt quá. Một em trâu di các bạn. Đấy. Một em trâu di. Một em trâu di khá là tốt. Người ta đang mong muốn giá chốt là 23 triệu, có người trả 21 là chốt luôn. Đấy, không biết là hai bên đang thương lượng như thế nào. Và chúng ta đợi một tí các bạn. Bác kia tâm sự bảo có con này có người trả 25 ở nhà rồi không bán, mang đến chợ để bán 23 các bạn. Nói chung là cũng nhiều hoàn cảnh ấy cũng hơi buồn cười. Đấy, chợ này các bạn ạ. Khá là đông vui nhộn nhịp nhé. Con này em bán cho anh này. Cảm ơn con này không ai hỏi anh. 23. Được bao tiền? 27. Đang đòi 23 nhưng 23 mua được mua. Nhìn các bạn. Để cho anh nhá. Nhá, để cho anh nhá. Anh xem xe cả tiền luôn. Nhá. Thế đúng bao nhiêu thì em bán cho anh. Cho nên được. Em bán cho anh. Sâu đang đến đây. Lo có trâu, đầy trâu. Rồi, quá đầy. Anh bá một đi ạ. Hai bên vẫn đang thương lượng giá cả các bạn. Người chủ thì đang mong muốn là 23. Thương lái thì đang mong muốn với giá là 21 các bạn. Con này thì cũng tròn, đúng rồi, nó tròn trâu. Về dấu trâu di các bạn. Phải di không hay là tuổi nhỏ? Cái gì cơ? Hả? 25 thế mày bảo anh 23 này 25. 23 triệu 100. Hả? Bao nhiêu? Đấy, to lên xem nào. Đấy, nhỏ quá không ai nghe thấy. Thế mày vừa bảo anh 23 sao lại 235? Bao nhiêu? Anh đang bảo mày là mày bảo anh 23 đúng không? Thì là anh bảo mày 21.5 đúng không? Thì bây giờ anh bảo mày là 21.500 thì mày bỏ đi 1 triệu. Anh lên cho mày 500 nữa là 22 triệu tròn tiền. Mày bỏ đi 1 triệu, anh lên cho mày 500 là 22 triệu tròn tiền. Thì mày để cho anh không? Đấy, cái hàng này là đúng hàng, là lò, đảm hàng, chính xác. Đấy không? Không phải, nhưng mà nó bảo anh như thế mày để cho anh không? Mày bảo nên mày để được thì để cho anh, bởi vì là nó bảo em 23 triệu. Thế nhưng mà em bảo nó là 21 triệu 500 thì anh bảo là thôi nó cùi thì bỏ đi 1 triệu, 2 triệu, anh đưa cho mày 500 thì 1 triệu để được để cho anh. Trả tiền luôn, anh xếp xe, anh đổ xe rồi. Mà Tung người ta đang trả con này thêm 1 triệu nữa các bạn. Đấy là thành 22 triệu. Đấy, chợ phiên các bạn, buổi đêm nhé các bạn nhé. Đấy, không biết là mình hôm nay mình thức đến được mấy giờ. Đấy. Nói chung là chợ trâu rất là đông. Đấy, đến sáng là hết ngay các bạn. Nếu mà chúng ta không đi buổi đêm thì chúng ta sẽ không chứng kiến được những cảnh chợ phiên nó diễn ra như này. Đấy, rất là hy vọng là các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Đấy, chi tiết con trâu này thì các bạn biết rồi, người ta đang báo là đang 23, mong muốn là 23. Đấy. Đấy. Thương lái đang trả 21 đến 22. Đấy, giờ không biết như thế nào rồi. Anh em không à? Thế để cho em không? À, anh em rồi à? Để cho em được, để cho em để. Anh đi đi nha. Anh rồi. Lại con gái nữa. Chúng ta sẽ đợi một tí các bạn, sẽ đợi một tí xem cuối cùng con trâu này có bán được hay không. Đấy, mình rất là hy vọng bán được các bạn. Người ta vẫn chưa bán các bạn. Là bao nhiêu chú? 225 hay 23? 23 à. Quyết định mua rồi chú ạ, các bạn mua nhanh. Đấy, thương lái mua cũng mặc cả một lúc thì không thấy giảm được thì cũng mua luôn. Đấy, 23 triệu các bạn. Thì lúc đầu anh này anh nói nó không rõ ràng, lúc thì anh bảo là 23 triệu, lúc thì bảo 235. Đấy, xong rồi cuối cùng là 23. Đấy, chốt 23 cho nhanh. Rồi, ok, cảm ơn các bạn nhé. Chúng ta đang đứng ở chợ phiên. Đấy, rất là mong quý vị và các bạn đăng ký kênh ủng hộ. Và hẹn gặp lại mọi người vào video sau.